Mến chào các bạn, hôm nay ngày thứ 6, 30 tây tháng 12 năm 2022 Thì cái tuần Noel vừa rồi chúng tôi có xuống Texas chơi Thì có ghé qua cái tiệm ăn là Jinten Spicy Hot Pot Nó nằm ở uh, Coroton, trong cái khu chợ 99 Ranch um, Thì hot pot này không phải là all you can eat, nó không có cái buffet Thì mỗi một cái pound, uh, họ bán là họ tính bằng ký bằng pau, thì mỗi một pau là 13 đồng 99 chín à, đô cho mỗi một pau. Thì đồ ăn họ để ra ngoài thì mình cứ chọn à, mà họ tính bao mà thôi. Thì họ có rau cải, à, cá, tôm, thịt à, rất là tươi à, để ra ngoài thì mình muốn ăn cái món gì thì mình cứ chọn thì mình bỏ vô cái cái tô thì họ căng ký. Thì sau khi họ căng ký thì họ hỏi uh, mình muốn ăn sao uh, cay hay là không cay Thì cay thì nó có từ 1 đến 5 Thì mình muốn chọn cái loại cay cỡ nào Thì mình nói cho họ biết Thì sau khi họ uh, nấu xong Thì họ đem ra ngoài uh, cho mình ăn Thì thức ăn rất là ngon Nếu như các bạn ở uh, Texas uh, Gần cái phố Carlton Khi đi chợ 99 Thì ghé ăn thử cái tiệm Jin Tang Spicy Hot Pot À, ăn rất là hợp khẩu vị à, thì thức ăn rất là ngon nếu như muốn các bạn có cơ hội thì nên thử một lần cho biết à, xin chia sẻ cái tin cùng các bạn chúc các bạn một ngày ăn lành mến chào